Để bảo hành. À thế à? Con có thích điện thoại này không? Có. Chắc mới mua rồi. Ừ. Quà mẹ tặng con đấy. Wow. Nó giống y hệt luôn. Đằng sau nó có chữ Nokia. Đây có phải cái điện thoại con mơ ước không? Điện thoại này phải bấm số đúng ý con đấy. Bấm được cả chữ luôn. Bấm chữ ở đâu? Con có nhìn thấy chữ ở trên bàn phím không?